Tại sao có rất nhiều người chân tay thì bé mà bụng thì to như bụng bầu 3 tháng? Trong đông y người ta gọi hiện tượng này là khí ẩm trong người tích tụ nhiều, làm bụng to dần lên, chỉ cần 15 đến 20 ngày bụng sẽ xẹp lại. Công thức này bao gồm lá ổi và chanh tươi. Lá ổi thì lấy từ 7 đến 10 lá ổi tươi, rửa sạch, bỏ vào xoong, thêm 3 lát gừng, đun sôi cùng với 500ml, đun nhỏ nửa tầm 10 phút thì tắt bếp và để nguội. Rót ra cốc và vắt thêm một thìa nước cốt chanh vào. Uống sau ăn 30 phút, ngày uống 2 đến 3 lần thôi. Uống kiên trì ít hôm thì bụng to cỡ nào cũng sẽ nhỏ lại. Và khi đó thì mình dừng lại bạn nhé. Theo đông y, lá ổi có tính ấm, là sở hữu lượng lycopene, là chất chống oxy hóa cao. Nó có khả năng giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư khoang miệng, giải độc, giúp cho đại tràng khỏe mạnh. Trong lá ổi còn chứa hàm lượng vitamin C, sắt cao, nên ai bị ho, cảm, uống lá ổi cũng sẽ rất là nhanh khỏi. Còn ai mà bị tóc rụng nhiều thì dùng lá ổi mình gội đầu thường xuyên sẽ giúp cho tóc chắc khỏe và bóng bẩy hơn. Còn ai bị răng ố vàng thì mình lấy lá ổi, nhai ngậm 2 phút, ngày nhai ngậm một lần thôi thì răng sẽ trắng bóc mọi người nhé. Nó còn chữa tiêu chảy, giảm cholesterol, giảm mụn, rất là tuyệt vời luôn ạ.